Trước khi bắt đầu video, các bạn nhấn ngay nút đăng ký cho mình nhé. Xin chào các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài logarit hóa. Rồi, thì bây giờ mình sẽ xét phương trình sau. Ta sẽ xét phương trình a mũ fx bằng b mũ gx. Ở đây điều kiện là a sẽ nhỏ hơn b. Rồi thì chúng ta lưu ý điều kiện thứ nhất là a phải bé hơn b, và đồng thời chúng ta phải có một điều kiện phụ ở đây chính là log a của b không là số đẹp. Ví dụ thì ở đây mình có cặp số dạng như là 2 với 4, thì ở đây chúng ta có là log a của b sẽ bằng log 2 của 4 là bằng 2, là số đẹp, thì chúng ta sẽ không sử dụng cặp số này. Hoặc ví dụ mình có cặp số 3 4 thì ở đây log 3 của 4 là một số xấu thì chúng ta sẽ sử dụng cặp số này. Lưu ý cho mình, nếu như log ab là một cặp số đẹp thì mình ví dụ ở đây mình có cặp số là 2 và 4 chẳng hạn, thì mình có được là 2 mũ fx sẽ bằng 4 mũ gx, và 4 mũ gx mình sẽ viết thành 2 mũ 2gx. Rồi đây mình sẽ cho fx bằng 2gx rồi mình giải. Thì như vậy là khi chúng ta có cặp số đẹp. Bây giờ mình chỉ xét đến trường hợp là log ab không là số đẹp. Cách giải ở đây chính là chúng ta lấy logarit cơ số của cái số bé hơn. Ở đây trường hợp này là a bé hơn b, mình sẽ lấy log a của hai vế ra có như sau. Trước hết chúng ta phải có điều kiện xác định. Rồi, điều kiện xác định ở đây đó chính là, ngoài ra đó chính là điều kiện xác định của fx và gx. Bởi vì fx và gx có thể là các hàm căn thức hoặc là hàm phân thức thì nó phải có điều kiện xác định. Còn hàm phân thức thì cái mẫu nó phải khác không, còn hàm căn thức thì cái bên trong dấu căn là phải lớn hơn hoặc bằng không. Rồi các bạn lưu ý cho mình, chúng ta phải đặt điều kiện xác định trước, nếu như không có điều kiện xác định thì thôi. Rồi bây giờ bước tiếp theo đó chính là mình sẽ lấy loga cơ số, lấy loga cơ số bé hơn, ở đây là lấy loga cơ số a của hai vế. Ở đây bây giờ mình sẽ lấy log a của a mũ fx, mình sẽ lấy log a của b mũ gx. Ở đây đây là biến đổi tương đương. Rồi thì bây giờ mình sẽ tương đương với lại log a của a mũ fx, cái này chính là bằng fx. Rồi log a của b mũ gx chính là bằng gx nhân cho log a của b. Thì bạn lưu ý cho mình, đây là một hằng số nên là mình sẽ coi nó như là một cái số c, thì nó chính là bằng gx nhân cho một cái số c nào đó. Thì bây giờ đến đây thì chúng ta có phương trình fx bằng c gx, thì bạn sẽ giải như một cái phương trình bình thường. Thì chúng ta sẽ giải phương trình, sau đó chúng ta so với điều kiện nếu có, và bước cuối cùng đó chính là đưa ra kết luận nghiệm. Đây chính là các bước để giải phương trình dạng a mũ fx bằng b mũ gx. Bây giờ mình sẽ đến với một vài ví dụ cụ thể cho các bạn. Rồi đến với ví dụ đầu tiên, thì mình thấy được rằng fx và gx là các hàm đa thức, nên mình sẽ suy ra được là nó có tập xác định là d bằng r, do đây là các hàm đa thức. Rồi bây giờ mình thấy được là đây có hai cái cơ số là 2 và 3, thì chúng ta sẽ số 2 bé hơn, nên chúng ta sẽ lấy log 2 của hai vế, lấy logarit cơ số 2 của hai vế thì ra được như sau. Đó chính là mình đặt phương trình ở trên là sao, sao sẽ tương đương với lại log 2 của 2 mũ x trừ 3. Cái này là bằng log 2 của 3 mũ x bình trừ 5x cộng 6. Đây, cái này tương đương với lại, mình sẽ lấy xuống là x trừ 3, nó sẽ bằng x bình trừ 5x cộng 6. Mình sẽ đưa số mũ ra ngoài logarit nhân cho log 2, 3. Ở đây mình để ý rằng cái bên trong cái tích đầu đây nè, mình để ý rằng cái đều thức đầu tiên này mình có thể viết thành tích của x trừ 3.
chính là tương đương với là x trừ 3 mình để yên, sẽ bằng x trừ 3 nhân cho x trừ 2 nhân cho log 23 ở đây. Thì điều này tương đương với lại mình sẽ đặt x trừ 3 làm nhân tử chung, sẽ hoặc hai trường hợp x trừ 3 bằng 0 ở đây, hoặc là x trừ 2 nhân log 23 bằng 1 để tương đương với lại hoặc là x bằng 3. Và trường hợp thứ hai đó chính là x trừ 2 sẽ bằng 1 chia log 23 bằng log 32 để tương đương với lại hoặc là x bằng 3 hoặc là x bằng log 3 của 2 sau mình cộng với 2. Bây giờ cái này chính là bằng log 3 của 3 bình là 9, 9 nhân 2 là 18, log 3 của 18. Vậy thì phương trình trên sẽ có hai nghiệm là x bằng 3 và x bằng log 3 của 18. Và như các bạn thấy thì bài này là một bài ví dụ khá cơ bản. Do x bình trừ 5x cộng 6 là bằng x trừ 3 nhân x trừ 2, chúng ta có nhân tử chung là x trừ 3. Rồi sau đó mình sẽ giải, tiếp tục giải thôi. Nếu như đa thức bên trong đây không có nghiệm đẹp thì chúng ta sẽ đưa về phương trình bậc 2, sau đó sử dụng máy tính Casio, chúng ta nhập các hệ số vào, sau đó chúng ta lại giải một phương trình bậc 2 bình thường cũng được. Và bây giờ mình sẽ đến với bài tiếp theo. Rồi, đến với ví dụ tiếp theo, chúng ta mình sẽ tìm tập xác định. Ở đây cho mình chính là các cái mũ, cái đa thức ở trên cái mũ đều là các hàm đa thức sẽ có tập xác định là d bằng r. Rồi, ở đây bây giờ mình sẽ viết lại, đó chính là 2 mũ x bình phương trừ 4 nhân cho 5 mũ 2 trừ x, cái này bằng 1. Bây giờ để đưa nó thành dạng a mũ fx bằng b mũ gx thì mình sẽ chuyển về 2 mũ x bình trừ 4 mình để yên, cái này sẽ bằng, bây giờ mình sẽ chia 5 mũ 2 trừ x cho hai vế, ta sẽ thu được 5 mũ x trừ 2 ở đây. Thì đến đây nó có dạng a mũ fx bằng b mũ gx rồi. Bây giờ mình sẽ lấy logarit cơ số 2 của hai vế thì ta được như sau. Đặt đây là phương trình sao tương đương với lại lấy log 2 của 2 mũ x bình phương trừ 4 sẽ bằng log 2 của 5 mũ x trừ 2. Rồi, ở đây mình sẽ đưa cái số mũ xuống sẽ được là x bình phương trừ 4 nhân cho log 22 bằng 1, rồi mình không ghi lại. Ở đây là x trừ 2 nhân cho log 2 của 5. Rồi đến đây thì chúng ta có thể giải như một phương trình bậc 2 bình thường bằng cách bấm máy cũng được. Thì tuy nhiên nhưng mình thấy được là hai vế nó đều có nhân tử x trừ 2 là nhân tử chung. Mình sẽ đặt ra ngoài hoặc là x trừ 2 bằng 0 hoặc là ở bên đây còn x cộng 2 là bằng log 25 tương đương phải lại hoặc x bằng 2 hoặc x bằng log 25 mình trừ đi 2. Cái này chính log 2 là bằng log 24, cái này sẽ bằng log 2 của 5 phần 4 và mình viết cho nó gọn thôi. Vậy thì phương trình trên sau khi giải nó có hai nghiệm, đó chính là x bằng 2 và x bằng log 2 của 5 phần 4. Thì bài toán này là một bài toán cũng khá là cơ bản. Bây giờ mình sẽ đến với bài tiếp theo. Đến với ví dụ thứ ba thì chúng ta thấy được rằng những cái mũ của nó là một hàm phân thức x trừ 1 chia x. Mình sẽ có điều kiện, ở đây điều kiện của nó sẽ là x phải khác 0. X phải khác 0 thì khi đó, x phải khác 0 thì khi đó hàm phân thức mới xác định. Bây giờ mình viết lại đề 5 mũ x nhân 8 mũ x trừ 1 chia x bằng 500. Bây giờ để giải phương trình này mình sẽ biến đổi tương đương lên 5 mũ x. Ở đây 8 thì mình sẽ viết thành 2 mũ 3, mình đưa 3 lên tử sẽ là 3 nhân cho x trừ 1 mình chia cho x. Thì bây giờ 500 mình phải tách ra, nó sẽ tách thành 5 và 2. Rồi thì mình có máy tính của mình ở đây, trước hết mình sẽ nhập 500 ở phím bằng, mình sẽ phân tích đa thức thành nhân tử như sau. Mình sẽ bấm phím shift và sau đó mình sẽ bấm phím phát ở đây, số chữ b ở đây nè, mình bấm vào đây nó sẽ phân tích đa thức thành nhân tử cho mình. Đó chính là 2 mũ 2 nhân 5 mũ 3. Ở đây mình sẽ có nó bằng 5 mũ 3 nhân cho 2 mũ 2. Rồi, để tiếp tục giải phương trình này mình sẽ biến đổi tương đương. Bây giờ mình sẽ chia 5 mũ 3 sẽ được là 5 mũ x trừ 3 ở đây sẽ bằng 2 mũ. Bây giờ mình sẽ đưa cái này qua vế bên đây bởi vì nó sẽ có dạng thành
a mũ fx bằng b mũ gx, và từ đó nó mới xử lý được. Thì nó sẽ bằng 2 trừ cho 3 nhân cho x trừ 1 chia cho x. Rồi, bây giờ mình sẽ biến đổi tương đương. Bây giờ mình sẽ rút gọn cái mũ. X trừ 3 thì mình để yên. Ở đây sẽ bằng, bây giờ mình nhân lên 2x trừ đi 3x là trừ x. Rồi mình cộng với 3. Rồi chia cho x. Ở đây, đó chính là kết quả sau khi mình rút gọn. Bây giờ mình sẽ giải phương trình sau. Mình đặt đây là phương trình sau. Rồi bây giờ mình sẽ giải phương trình này. Rồi bây giờ mình sẽ chia đôi tờ giấy này ra. Rồi, bây giờ mình sẽ giải bên đây. Thế nào, đây là phương trình có dạng a mũ fx bằng b mũ gx. Bây giờ mình sẽ lấy log 2 của hai vế, lấy logarit cơ số 2 của hai vế ra được như sau. Log 2 có tương đương với lại, đây mình để dấu sao, tương đương với lại log 2 của 5 mũ x trừ 3 bằng log 2 của 2 mũ trừ x cộng 3 chia cho x, biến đổi tương đương. Giờ mình đưa x trừ 3 ra ngoài nhân với log 2 của 5 sẽ bằng, ở đây mình sẽ đưa cái số mũ xuống, trừ x cộng 3 chia cho x. Đến đây thì mình thấy nó có x trừ 3 là nhân tử chung, mình sẽ đặt nhân tử chung ra ngoài, hoặc là x trừ 3 bằng 0, hoặc là log 2 của 5 sẽ bằng trừ 1 chia x. Biến đổi tương đương ở đây sẽ tương đương với lại, hoặc là x bằng 3, 1 chia x bằng trừ của cái này sẽ bằng log 2 của 1 phần 5. Mình sẽ đưa số trừ qua đây rồi mình đưa vào bên trong. Cái tương đương với lại, hoặc là x bằng 3, hoặc là 1 chia x sẽ bằng log 2 của 1 phần 5. Mình sẽ đưa 1 phần log của 1 phần 5 của 2 nó tương đương, hoặc là x bằng 3 vẫn để yên. Ở đây x sẽ bằng, x sẽ là bằng log 1 phần 5 của 2. Do cả hai số này đều khác không nên chúng ta sẽ nhận hết. Vậy phương trình trên có hai nghiệm là x bằng 3 hoặc là x bằng log 1 phần 5 của 2. Và như các bạn đã thấy, mấu chốt của bài toán này chính là chúng ta sẽ phân tích số 500 theo cơ số 5 và cơ số 2 ở đây. Và từ đó chúng ta sẽ rút gọn, chúng ta sẽ giải như một bài bình thường thôi.